Bây giờ là chuyên mục Con người con ngợm. Trước khi chúng ta đến với bài viết của tác giả Trần Hồng Tâm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đừng bóc phét nữa, thì chúng ta hãy cùng nghe tác giả Trần Trung Đạo tìm hiểu xem Việt Nam có mấy ông Võ Nguyên Giáp nhé. Tác giả viết Việt Nam có hai ông Võ Nguyên Giáp. Một ông Võ Nguyên Giáp đã chết từ năm 1984 và một ông Võ Nguyên Giáp qua đời năm 2013. Hai ông Võ Nguyên Giáp về xương thịt á, thì chỉ là một ông, nhưng trong quan điểm của lãnh đạo Cộng sản thì lại là hai ông. Khi Võ Nguyên Giáp còn sống, Đảng xem như đã chết, nhưng khi Võ Nguyên Giáp tắt thở thì Đảng lại quyết định ông ta phải sống và sống như một anh hùng dân tộc. Ngày ông Giáp qua đời, các trang mạng lề dân, các hãng tin quốc tế trong đó có BBC loan tin sớm nhất. Nhưng 24 giờ đầu tiên, Tờ Nhân Dân và cả Thông tấn xã Việt Nam, hai cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, không đưa tin ông Giáp từ trần. Lý do? Bộ Chính trị cần phải họp để quyết định có nên cho phép ông Giáp chết chưa, chết như thế nào, chết ngày nào và an táng ra sao. Hơn một ngày sau, Đảng quyết định Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội từ khóa 1 đến khóa 7 đã từ trần hồi 18 giờ 9 phút ngày 4 tháng 10 năm 2013 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 103 tuổi. Thông cáo chỉ dài một trang nhưng cố tình viết sót. Thông thường thì trong cáo phó hay tiểu sử, chức vụ cuối cùng là chức vụ chính thức và các chức vụ khác trước đó được viết sau hay bỏ sót cũng không sao. Chức vụ về mặt nhà nước cuối cùng trước khi nghỉ hưu của ông Giáp không phải là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng không phải là Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, mà là Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân số và Sinh đẻ có kế hoạch. Chiếu theo quyết định bổ nhiệm số 58 do Phạm Văn Đồng ký ngày 18 tháng 4 năm 1984, khi đó ông Giáp đã rời cái chức Bộ trưởng Quốc phòng đến 4 năm rồi. Một chức vụ cả thế giới đều biết mà Đảng còn giấu được, nói chi đến những chuyện khác. Việc xóa đi cái chức vụ lo phần sinh đẻ của ông Giáp là một cách thừa nhận chức vụ đó chẳng qua là vết chàm nhục nhã do ông Lê Duẩn và ông Lê Đức Thọ đóng lên trán của ông Giáp. Dù sao thì ông Võ Nguyên Giáp là một người may mắn. Khi còn sống, ông có nằm mơ cũng không nghĩ mình được ca ngợi, vinh danh và thương tiếc nhiều đến thế. Ngoại trừ Hồ Chí Minh, những lãnh tụ Cộng sản cùng thế hệ không ai được ca ngợi như ông. Việc ông chọn được an táng ở một nơi vắng vẻ thay vì nghĩa trang mai dịch cho thấy tâm trạng của ông Võ Nguyên Giáp là tâm trạng của kẻ thua cuộc và từ lâu đã bị bỏ rơi. Ngoài ra, chắc ông cũng cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc phải nằm cạnh Lê Duẩn, Văn Tiến Dũng hay Trường Chinh. Nếu Võ Nguyên Giáp chết vào đầu thập niên 1980, khi Lê Duẩn còn sống hay khi Đỗ Mười làm Tổng Bí thư, có lẽ cũng không hơn gì những sĩ quan cấp tướng khác như Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái. Trường Chinh so với Võ Nguyên Giáp còn cao hơn cả đảng tịch lẫn chức vụ, nhưng khi chết cũng không được tổ chức đình đám hơn. Dưới chế độ Cộng sản, khóc thương, nguyền rủa, ca ngợi hay phê bình kiểm thảo cũng đều có chủ trương, có chính sách, chứ không phải là một tình cảm tự nhiên. Tận diệt kẻ thù còn sống, nhưng lợi dụng mọi ảnh hưởng có lợi của kẻ thù đã chết cũng là một trong những đặc điểm trong bộ máy cai trị Cộng sản trên khắp thế giới. Giống như Stalin khóc Sergei Kirov, Fidel Castro thì khóc Ernesto Che Guevara, Đặng Tiểu Bình thì khóc Mao Trạch Đông. Tình đồng chí trong giới lãnh đạo Đảng Cộng sản chỉ có trong các điếu văn thôi. Cùng phát xuất một nguồn nên Cộng sản Việt Nam cũng chẳng tốt hơn Liên Xô hay Trung Cộng. Ca tụng kẻ chết không gây tác hại gì,
xác chết không có nghe được lời ca tụng, không có nếm được mỹ vị cao lương, không sống được trong các biệt thự có kẻ hầu người hạ. Chỉ có cái đám độc tài đang thống trị đất nước mới thực sự là những kẻ hưởng thụ quyền lực, sống trong chiếc bóng của người đã chết. Họ đối xử với nhau còn tệ hơn là giới giang hồ đâm thuê chém mướn. Danh vọng và quyền lực làm mờ hết nhân tính trong con người của họ. Lê Duẩn liên minh với Lê Đức Thọ để loại Võ Nguyên Giáp. Rồi Lê Đức Thọ tính hại Lê Duẩn ngay cả khi y đang nằm trên giường bệnh vì không chịu viết di chúc truyền cái chức tổng bí thư. Đoàn Duy Thành kể trong hồi ký Làm người là khó. Khi mà Lê Duẩn sắp chết, con cái của y còn lo cái cánh Lê Đức Thọ sẽ giết chết hết cả gia đình. Nhưng tại sao lãnh đạo Cộng sản Việt Nam lại muốn Võ Nguyên Giáp tiếp tục sống như một anh hùng dân tộc trong giai đoạn này? Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam cố dựng lại tấm bình phong chính danh lịch sử. Một câu hỏi thường được đặt ra là tại sao các nước Cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ mà Cộng sản tại các nước Á Châu như Trung Cộng và Việt Nam không sụp đổ? Mặc dù mỗi nhà phân tích chính trị có thể giải thích nguyên nhân một cách khác nhau tùy theo góc độ họ đứng và mục đích nghiên cứu, đa số đã đồng ý rằng các nước Cộng sản tại Á Châu có một điểm mà các nước Cộng sản Đông Âu không có, đó là sự liên hệ lịch sử giữa dòng sống của Đảng Cộng sản và dòng sống của đất nước nơi Đảng ra đời. Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập năm 1921 trong cuộc kháng chiến chống Nhật. Đảng Cộng sản Việt Nam thì ra đời năm 1930 trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Lãnh đạo Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam đã vận dụng tối đa mối liên hệ này. Tại Trung Cộng, Đặng Tiểu Bình và các lãnh đạo Cộng sản Trung Cộng biết rõ hơn ai hết, cây cột duy nhất có thể giữ cái chế độ Cộng sản khỏi sụp đổ đó là cái tính chính danh lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam sao chép toàn bộ lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể cả việc lợi dụng mối liên hệ lịch sử ngắn ngủi giữa Đảng Cộng sản và dân tộc để giải thích cái tính chính danh của Đảng trong tương lai lâu dài của dân tộc. Đừng quên, trong thời điểm chống thực dân Pháp, không phải chỉ có Đảng Cộng sản mà rất nhiều đảng, nhiều phong trào cách mạng khác ra đời từ Nam đến Bắc để cùng đánh đuổi thực dân. Tuy nhiên, không có một phong trào nào, một đảng phái nào trong cương lĩnh tự cho rằng vì họ đánh Pháp nên đảng của họ có đặc quyền lãnh đạo cách mạng, đặc quyền lãnh đạo đất nước. Không chỉ hôm nay và mãi mãi về sau, giống y như Đảng Cộng sản Việt Nam vậy. Đó là cái lý luận của kẻ cướp nước. Sau bao nhiêu năm cai trị, chưa bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam phải đương đầu với nhiều khó khăn như ngày hôm nay. Ngoài sự phân hóa nội bộ và một nền kinh tế suy sụp, những thành phần từng nhiệt tình ủng hộ Đảng, bất chấp chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng, lại đang lần lượt ra đi. Nhiều trong số đó đang công khai thách thức quyền cai trị của Đảng. Hơn bao giờ hết, Đảng cần sự ủng hộ của quần chúng và muốn vậy phải hâm nóng lại cái chiêu bài yêu nước. Võ Nguyên Giáp á, là những cái que củi cần thiết để đốt lên lò lửa chống thực dân và đế quốc đã nhiều năm nguội lạnh mất rồi.